Lễ hội Chùa Hương năm 2024 sẽ có chủ đề An toàn, văn minh, thân thiện. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp của Ban tổ chức lễ hội diễn ra sáng nay, mùng 5 tháng 2. Năm nay, Ban tổ chức đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản lý bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn. Lễ hội Chùa Hương năm 2024 sẽ có các điểm mới như chuyển đổi bán vé từ truyền thống sang mô hình vé điện tử, tạo sự văn minh, minh bạch, công khai, thành lập hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương, vận chuyển thuyền đò để đảm bảo an toàn văn minh lịch sự, bỏ hai cổng bán vé ở Tiên Mai, Đục Khê, nâng cấp bãi đậu xe, xây dựng phương án điều tiết, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông. Chủ đề của lễ hội Chùa Hương năm nay là an toàn, văn minh và thân thiện. Thế và để làm tốt cái công tác cho lễ hội Chùa Hương năm 2024 này thì ban tổ chức tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để đón các du khách về tham quan lễ Phật. Trước hết là chúng tôi tập trung chỉ đạo vào chỉnh trang các hành lang vỉa hè, xây dựng nhiều điểm bách lốp, công tác thông tin tuyên truyền để cho du khách dễ nhận biết về công tác đổi mới của Chùa Hương. Năm nay, ban tổ chức tiếp tục sử dụng xe điện phục vụ du khách từ các bến xe và bến đò theo lộ trình tuyến với 3 tuyến đường và 110 xe, đảm bảo chất lượng, lộ trình, công khai giá.